Ok, bây giờ mình sẽ cho nó ăn hai con gián này ha. Mình đã có một cặp được cái. Nó ăn liền đó các bạn. Con cá rồng nó đớp liền ha các bạn ha. Trời mưa rất là lớn các bạn. Bắt đầu thành phố Hồ Chí Minh mình vô mùa mưa rồi. Mà cái mùa này á, các bạn nhớ cẩn thận trong cái việc mà thay nước hồ và kiểm tra cá để nó không có bị nấm ha. Cái mùa mưa ẩm thấp như thế này các bạn biết thích hợp cho cái việc gì nhất không? Đó là cái việc nuôi gián dubia ha các bạn ha. Rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Hugo Dương. Để các bạn mới nào chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Thì như đầu video clip mình đã nói thì Sài Gòn đang bước vào một cái mùa mưa. Thì cái mùa mưa sẽ mang lại một cái không khí ẩm thấp rất là thích hợp để mình nuôi gián dubia. Thì gián dubia là cái loài gì và nó khác với lại gián thường ở Việt Nam như thế nào? Gián dubia có xuất xứ từ Nam Mỹ. Thì cái kích thước của con gián dubia nó lớn hơn cái loại gián ở Việt Nam. Thông thường thì các loại gián ở Việt Nam á, nếu như mà lớn á, thì nó cũng lớn khoảng 1 đến 2 ngón tay. Còn một cái loại gián dubia, cái kích thước mà lớn nhất của nó có thể là lớn đến một bàn tay rồi các bạn. Thì ngoài ra thì cái gián dubia nó không biết bay, nó không có hôi và nhìn nó cũng tương đối sạch sẽ hơn những loại gián thông thường ở Việt Nam. Cái loại gián này được bán ở tại Nhật và được đóng gói trong những cái ly với những cái giá thành tương đối cao. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại nuôi cái loại gián dubia này thay vì nuôi những cái con côn trùng khác cũng có thể cho những cái loại cá cũng như là bò sát ăn được. Thì cái điều đầu tiên á, là loại gián dubia này nó có chất dinh dưỡng rất là cao. Quan trọng nhất là cái chất protein ở trong nó có thể đạt đến 28%. Ngoài ra còn những cái chất như canxi hay là chất béo nó cũng khá cao, cao hơn mà bằng chung những cái loại côn trùng khác. Thì việc mang trong mình nhiều protein, nhiều canxi hơn những cái loại côn trùng khác đã mang đến cho dubia trở thành một cái loại thực phẩm siêu dinh dưỡng. Cụ thể một cái nghiên cứu cho thấy giữa cái loại gián dubia và cái loại dế thì gián dubia có hàm lượng protein cao gấp 1.5 lần, canxi cao gấp 2.5 lần và cái lượng chất béo cao gấp 2 lần. Vì vậy các bạn có thể thấy gián dubia được mệnh danh là một cái loại siêu dinh dưỡng. Với cái lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần như vậy nhưng ngược lại cái lượng chitin ở trong gián dubia lại thấp hơn 1/3 so với dế, khiến chúng trở nên dễ tiêu hóa hơn dế rất là nhiều. Một điều nữa thì gián dubia rất là dễ nuôi. Khi mình nuôi nó tại nhà thì mình có thể đảm bảo được là nó là một cái thực phẩm sạch, không mang những cái mầm bệnh. Và còn một cái điều quan trọng nữa là cái con gián dubia nó không có hôi và quan trọng nhất á, là nó không có bay được giống như mấy con gián nhà. Cái con gián mà bay ghê. Chính vì những cái lợi ích trên mà gián dubia được rộng rãi những người chơi bét trên thế giới làm thức ăn cho những loại vật cưng của mình rất là nhiều. Thì tại sao mình nói gián dubia dễ nuôi? Thì các bạn chỉ cần đảm bảo được ba cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là gián dubia rất là nhạy cảm với lại ánh sáng, chỉ cần mình nuôi nó trong những cái nơi tối ít ánh sáng là ok. Cái thứ hai là cái nhiệt độ thì dubia không cần nhiệt độ quá cao cũng không phải là quá thấp, nhiệt độ trung bình mà còn một con gián dubia có thể sinh sống và phát triển là khoảng từ 23 cho tới 35 độ C. Cái thứ ba nữa là độ ẩm. Thì hồi nãy mình cho các bạn xem là trời đang mưa nghĩa là độ ẩm cao, thì độ ẩm và ẩm thấp cao thì thích hợp cho những cái con gián dubia này phát triển. Cái một con gián dubia sinh sống phát triển tốt ở cái độ ẩm khoảng 80%. Ok, bây giờ mình mời các bạn cùng mình làm một cái ngôi nhà cho những cái lũ gián dubia này sinh sống và phát triển nha. Thì điều đầu tiên các bạn phải có một cái thùng.
các bạn có thể dùng những cái loại thùng nhựa, thùng mút hay những cái thùng nào cũng được, và miễn sao là nó sẽ hạn chế ánh sáng từ bên ngoài. Điều thứ hai là các bạn phải có những cái vị trứng để làm nơi cho những con gián này ẩn nấp hoặc là leo trèo. Cái thứ ba là đồ ăn. Rất là đơn giản, chỉ có 3 cái như vậy thôi các bạn. Ok, việc đầu tiên là các bạn phải đục lỗ cái nắp thùng của mình để những con gián ở bên trong có thể trao đổi không khí với bên ngoài được. Và đây là cái nắp thùng của mình sau khi mình đã đục lỗ. Ok, tiếp theo là các bạn hãy nhét vào những cái khay trứng như thế này để cho tụi nó có thể làm nhà, làm nơi cư trú, leo trèo hoặc là ẩn nấp gì đó tùy thích. Ok, như vậy là mình đã set up xong nhà cho tụi nó. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ thêm vào một ít thức ăn cho tụi nó. Thì mình sẽ cho tụi nó ăn là một trái chuối. Thì đối với cái loại gián Duvia này thì khi mà tụi nó ăn á, là tụi nó đã hấp thụ được cái nước qua cái thức ăn. Nếu như mà các bạn cho tụi nó ăn những cái thức ăn mà có nước, ví dụ như chuối nè, xà lách nè, rồi các loại trái cây, thì các bạn không cần phải để thêm nước nữa. Còn nếu như mà các bạn cho tụi nó ăn những cái loại thực phẩm khô, ví dụ như cám hay là trái cây sấy khô, thì các bạn nên để một ít nước để tụi nó có thể hấp thụ nước qua cái da của tụi nó được. Thì bây giờ mình sẽ cho một ăn một trái chuối ha. Mình sẽ để một trái chuối ở đây và một ít các cái loại thực phẩm sấy khô, trái cây sấy khô. Ok, như vậy là đủ rồi. Ok, bây giờ tới cái phần mình lựa con giống cho cái thùng nuôi gián này của mình ha. Thì cái tỷ lệ sinh sản mà tốt nhất là 2 con mái và 1 con đực. Thì bây giờ mình sẽ bắt ra con đực trước ha các bạn ha. Thì con đực là cái con có cánh ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt ra một con đực trước. Đây thì đây là con đực ha các bạn. Con đực là cái con mà có cánh này các bạn. Rồi, cho vô thùng. Và bắt 2 con cái nữa. Đây, con cái là cái con mập này, cánh nha các bạn ha. Đây, một con cái nữa ha các bạn. Như vậy một cặp gián bố mẹ có thể sản xuất ra 20-30 gián con trong một lần sinh. Cách 1-2 tháng gián bố mẹ sẽ sinh sản một lần. Gián lớn không có ăn gián nhỏ nên các bạn có thể nuôi chung gián con và gián bố mẹ. Và đây là nơi mình sẽ để cái thùng gián ha các bạn. Bóng tối rất thích hợp cho gián để phát triển. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách nuôi gián Duvia tại nhà như thế nào. Hy vọng là cái clip ngắn ngủi này của mình sẽ giúp các bạn tự nuôi gián thành công và tiết kiệm được một ít tiền mua đồ ăn hàng ngày cho những con vật nuôi trong nhà của mình. Bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe đó các bạn, và một cái chuông bé bé xinh xinh. Nếu như các bạn thích cái video clip này thì hãy bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông để ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video hay phục vụ cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều.